Trên thế giới, bờ biển Nga triển khai cảnh sát sau khi phe đối lập thành lập chính phủ song song. Azerbaijan tiếp tục tiêu diệt các cơ sở của Armenia. Tại Việt Nam, Hà Nội tước quân tịch trung úy công an thử súng khiến nam sinh tử vong. Hà Tĩnh rắn độc dài hàng mét bò vào nhà dân sau mưa lũ. Vĩnh Long ba cán bộ bị truy tố sau vụ sập tường làm 7 người chết. Thành phố Hồ Chí Minh truy tìm hai lãnh đạo công ty Mạnh Luân. Cô giáo mầm non ở Thanh Hóa bỏ quên học sinh 3 tuổi trong nhà vệ sinh. Cảnh báo mạo danh cán bộ quản lý thị trường để lừa đảo. Thì xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình tin tức 24 giờ và sau đây sẽ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm thứ ba ngày 3 tháng 11 thì tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo IS tự xưng đã nhận trách nhiệm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại thủ đô Vienna, Áo, làm 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương. Trên Telegram IS xác nhận một tay súng của tổ chức này đã thực hiện vụ tấn công tại Áo tối ngày 2 tháng 11, đồng thời kèm theo bức ảnh của người đàn ông được cho là đã tấn công đám đông ở trung tâm thủ đô Vienna bằng súng lục và súng máy trước khi bị cảnh sát tiêu diệt. Theo Bộ trưởng Nội vụ Áo, ông Kasnehammer, Nehammer, đối tượng có tên là Kustim Fejulay, người gốc Bắc Macedonia, từng có tiền án. Tháng 4 năm 2019, thì người này đã bị tuyên án 22 tháng tù giam do tìm cách tới Syria để gia nhập IS. Tháng 12 năm 2019, đối tượng được đưa ra tù trước thời hạn. Cũng theo ông Kasnehammer, Nehammer, Đến nay thì không có bằng chứng cho thấy có hung thủ thứ hai cho vụ tấn công này. Cảnh sát Áo đã tiến hành 18 vụ đột kích và bắt giữ 14 người tình nghi dính líu đến vụ tấn công. Ngày 3 tháng 11, Áo bắt đầu 3 ngày để tang các nạn nhân. Theo truyền thông địa phương, Yoseni Intestroza, một phụ nữ 45 tuổi, người Venezuela đã tử vong vào đêm Chủ nhật ngày 1 tháng 11 khi cố gắng vượt biên trái phép từ Bolivia sang Chile. Người phụ nữ này đã ngất xỉu sau khi đi đến biên giới Chile để đoàn tụ với các con. Chính quyền địa phương cho biết hôm thứ Hai ngày 2 tháng 11, Chile là điểm đến uh, phổ biến cho người Venezuela chạy trốn cuộc khủng hoảng của đất nước họ. Liên Hiệp Quốc ước tính khoảng 4 triệu người Venezuela đã rời khỏi đất nước trong những năm gần đây. Cảnh sát chính phủ đã được huy động để giải tán đám đông đang tập trung ủng hộ bên ngoài tòa nhà thủ lĩnh phe đối lập Tổng thống bờ biển Nga, ông Alassane Ouattara đã giành chiến thắng trong bầu cử trước đó. Ông Henry Conan Betty, thủ lĩnh phe đối lập và cũng là cựu tổng thống bờ biển Nga, bị cáo buộc đã thành lập một chính quyền song song với chính quyền của ông Ouattara. Các nhà báo địa phương chia sẻ một đoạn video cho thấy cảnh sát đã bắn hơi cay về phía các thành viên phe đối lập và các nhà báo trước tư dinh của cựu tổng thống Harry Konabeti ở thủ đô thương mại Abidjan. Không rõ cảnh sát định làm gì với ông Betty, người mà những người ủng hộ nói rằng chiến thắng long trời của ông Ouattara là vi hiến. Ouattara đã thắng cuộc bầu cử với 94,27% số phiếu bầu, theo kết quả tạm thời được Ủy ban bầu cử công bố vào đầu ngày thứ Ba, ngày 3 tháng 11. Bộ Quốc phòng Azerbaijan ngày 3 tháng 11 tuyên bố họ sẽ tiếp tục cuộc tấn công đang diễn ra ở khu vực Karabakh, đồng thời cam kết sẽ tiêu diệt lực lượng vũ trang Armenia ở đó để bảo vệ lãnh thổ của mình. Bộ Quốc phòng Azerbaijan cũng cho biết thêm quân đội của họ đã phá hủy hai kho đạn của các lực lượng vũ trang Armenia nằm gần Khankenji. Quan hệ giữa hai nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ trở nên căng thẳng kể từ năm 1991 khi quân đội Armenia chiếm thượng Karabakh hay Nagorno-Karabakh, một lãnh thổ được quốc tế công nhận của Azerbaijan. Các cuộc đụng độ mới nổ ra vào ngày 27 tháng 9 và kể từ đó thì Armenia đã liên tục tấn công dân thường và lực lượng Azerbaijan, thậm chí vi phạm ba lệnh ngừng bắn nhân đạo kể từ ngày 10 tháng 10. Trong khi các cường quốc trên thế giới kêu gọi ngừng bắn bền vững, thì Thổ Nhĩ Kỳ lại ủng hộ quyền tự vệ của Azerbaijan và yêu cầu các lực lượng Armenia rút khỏi nơi đang chiếm đóng. Mời quý vị đến với phần tin trong nước. Thưa quý vị, mới đây thì Trung úy Công an Nguyễn Xuân Tính, 29 tuổi, đã bị tức quân tịch sau khi thử súng nén hơi, khiến một nam sinh bị trúng đạn tử vong vào tối ngày 30 tháng 10. Công an thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra việc nam sinh NDA, 21 tuổi, sinh viên năm cuối trường Đại học Giao thông Vận tải, bị trúng đạn lạc tử vong. Trước đó, lúc hơn 10 giờ tối ngày 30 tháng 10, nam sinh đang chờ bạn trước cửa nhà ở quận Đống Đa, Hà Nội, thì bị một viên đạn bắn trúng mặn sườn bên phải. Dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi Qua điều tra thì cơ quan chức năng đã xác định người nổ súng là Nguyễn Xuân Tính Trung ý công an công tác tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội Bước đầu ông Tính khai nhận đã mua một khẩu súng nén hơi trên mạng rồi mang ra quán nước thử súng Vô tình bắn trúng nam sinh đứng cách đó 40 mét Hiện trung úy này đã bị tước quân tịch cũng tại Hà Nội, trong chiều ngày 3 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông liên quan đến hai xe máy trên đường Tố Hữu. Thông tin ban đầu, thì vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều ngày 3 tháng 11 tại gần ngã ba Tố Hữu, Vạn Phúc, hướng đi Mộ Lao. Vào thời điểm trên thì xe máy Phạm Văn Quyết, sinh năm 1991, trú tại quận Hà Đông va chạm với xe máy do Nguyễn Duy Tùng, sinh năm 1992, là tài xế GrabBike, trú tại tỉnh Phú Thọ điều khiển. Hậu quả của vụ tai nạn khiến một người bị thương và thanh niên lái xe Grab tử vong tại chỗ. Đối với nam hành khách có hành vi bật lửa đốt khăn ăn trên chuyến bay VN243 của Vietnam Airlines gây xôn xao thì nhà chức trách đã ra quyết định xử phạt người này 2 triệu đồng. Sáng ngày 2 tháng 11, khi chuyến bay VN243 của Vietnam Airlines sắp cất cánh từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh, các tiếp viên đã phát hiện một nam hành khách bật lửa tại vị trí ghế ngồi 20A. Ngay sau đó thì hành khách này đã tắt ngọn lửa và không gây cháy hay bất kỳ ảnh hưởng nào tới máy bay. Dù vậy thì tổ bay đã phải cho máy bay quay lại nhà ga, báo cáo sự việc và bàn giao hành khách trên cho cơ quan chức năng. Căn cứ quy định của pháp luật và tình tiết sự việc, Cảng vụ hàng không miền Bắc ngày 3 tháng 11 quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với người vi phạm. Hậu mưa lũ, người dân Hà Tĩnh đã phát hiện hàng chục con rắn độc như cạp nia, hổ mang nặng 3 đến 4 kg chui vào nhà dân, trường học và cơ quan. Riêng ở Ủy ban nhân dân xã Thạch Đài, thành phố Hà Tĩnh đã phát hiện tới 30 con rắn độc. Đến hiện tại thì nhiều địa phương tỉnh Hà Tĩnh đã khuyến cáo, nhắc nhở người dân cần chủ động dọn dẹp thông thoáng nhà cửa, đề phòng rắn rết từ các cánh đồng ngập lũ bò vào nhà gây nguy hiểm. Có thể thấy sau nhiều đợt mưa lũ, cuộc sống của bà con miền Trung vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can liên quan đến vụ sập tường nhà xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn BOH Sinh làm 7 người chết hồi tháng 3 năm 2019. Trong đó có 3 cán bộ ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó vào năm 2018, thì công ty trách nhiệm hữu hạn BOH Sinh thuê công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát xây dựng công trình nhà xưởng, nhà ăn, nhà xe, nhà bảo vệ ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long trực tiếp là 7 cá nhân bị truy tố đã cấp phép cho công trình này xây dựng. Trong lúc công trình thi công, 10 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2019, một bên vách tường của nhà xưởng bất ngờ đổ sập làm 7 người tử vong. Hàng mục xảy ra sự cố là công trình xây dựng nhà xưởng số 3 có diện tích xây dựng gần 5.000 m2. Bức tường bị sập có chiều dài khoảng 30 m, cao gần 13 m. Bộ xây dựng kết luận nguyên nhân chính gây sập tường do kết cấu tường đầu hồi nhà xưởng được tính toán thiết kế với sơ đồ không hợp lý dẫn đến không đảm bảo khả năng chịu lực. Trong chiều ngày 3 tháng 11, Hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Liêm, nguyên giám đốc Sở Y tế Long An mức án 3 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến những sai phạm khi thực hiện gói thầu lắp đặt camera giám sát an ninh tại tòa nhà 4 cơ quan cơ sở của Sở Y tế. Theo cáo trạng thì mặc dù biết rõ các thiết bị của hệ thống camera giám sát an ninh trong gói thầu 1,9 tỷ đồng, công ty Đông Nam Á bị nhà thầu thay đổi xuất xứ, model, nhưng ông Lê Thanh Liêm không chỉ đạo tham khảo lại giá, đồng thời ông còn chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa các thủ tục giấy tờ dẫn đến tổng số tiền ngân sách bị thất thoát trên 910 triệu đồng. Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh vừa tạm giữ nghi can Nguyễn Đình Bảo sinh năm 1993 để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Vào 22 giờ tối ngày 3 tháng 11 tại nhà riêng trong hẻm 472 đường Cách mạng tháng 8, phường 11 quận 3, bảo lên cơn ngáo đá la hét quậy phá, người dân xung quanh thấy bảo hung hãn không dám tiếp cận gần đã trình báo công an. Trong khi tổ công tác tiếp cận mời bảo về làm việc, bảo vẫn la hét thách thức lực lượng công an. Trong lúc khống chế đối tượng thì trung úy Lê Hoàng Dương đã bị bảo chống trả, hất văng và bị thương ở tay phải phải đi cấp cứu. Tại trụ sở công an qua kiểm tra nhanh thì bảo có kết quả dương tính với ma túy. Ngày 4 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xác minh tin báo về dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch và vận tải Mạnh Luân có địa chỉ ở phường 13, quận Tân Bình. Theo đó, trong quá trình từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2019 thì Nguyễn Mạnh Luân sinh năm 1991, quê Đắk Lắk là giám đốc công ty và Trần Hồng Phúc sinh năm 1993, trú tại quận 12 là phó giám đốc công ty, đã ký hợp đồng thuê 4 ô tô rồi bỏ đi khỏi nơi cư trú và hiện không biết đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hai người này đến trình diện trong thời hạn là 30 ngày kể từ ngày thông báo, các đối tượng không trình diện được xem là bỏ trốn và cơ quan công an sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Làng Đại học Thủ Đức là nơi giao thoa giữa tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày gần đây đang nóng lên vì tình trạng trộm cắp thường xuyên xảy ra và đối tượng bị thiệt hại nhiều nhất lại là nhà của những sinh viên của các trường đại học. Nhiều xe máy của sinh viên ở khu vực bên ngoài ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh liên tục bị mất cắp khiến sinh viên không khỏi bất an. Chỉ trong vài ngày gần đây đã có 5 sinh viên trình báo mất xe. Vấn đề đáng quan tâm là các đối tượng trộm cắp ra tay rất nhanh, bất chấp xe máy của các sinh viên đã khóa cổ xe cẩn thận. Nhiều trường hợp sinh viên kịp nhìn thấy xe bị trộm lấy đi ngay trước mắt nhưng không thể đuổi theo. Trước tình hình trên, ban giám hiệu các trường và sinh viên đã trình báo công an và mong mỏi các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát để đảm bảo an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình an cho sinh viên và người dân ở khu vực này. Liên quan đến vụ việc, phụ huynh bật khóc khi thấy phần ăn của con tại nhà trường gây xôn xao dư luận mấy ngày nay thì mới đây hiệu trưởng trường tiểu học Trần Thị Bưởi quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đã nhận trách nhiệm và xin lỗi phụ huynh. Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 9, bà Nguyễn Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Thị Bưởi, đã có những lời giải thích vấn đề về chất lượng suất ăn cho các em học sinh khiến nhiều phụ huynh bức xúc, đồng thời cho rằng sẽ phải được rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các trường khác để không lặp lại sự việc tương tự xảy ra. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 9 nhấn mạnh, nhà trường phải hết sức quan tâm, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để đảm bảo chất lượng bữa ăn của học sinh. Hiện trường này đã thay đổi nhà cung cấp thực phẩm và hạt nêm, gia vị, dầu ăn của các đơn vị theo giới thiệu của phụ huynh là sẽ để phụ huynh tham gia giám sát chặt chẽ quá trình nấu ăn của bếp. Trước đó trong ngày 2 và ngày 3 tháng 11, hàng trăm phụ huynh đã kéo đến trường bày tỏ để phản đối về việc trường sử dụng rau củ hư để chế biến thức ăn và phần ăn của học sinh quá ít so với số tiền đóng vào, khiến các em thường xuyên bị đói. Cũng là một thông tin về vấn đề giáo dục thưa quý vị, mấy ngày qua mạng xã hội xôn xao trước thông tin cháu bé 3 tuổi là học sinh trường mầm non xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa bị bỏ quên trong nhà vệ sinh. Và đáng nói thì cô giáo chủ nhiệm nói với gia đình rằng cháu bé đã được người thân đón về. Sự nhầm lẫn này khiến các bậc phụ huynh hết sức bức xúc. Cụ thể chiều tối ngày 28 tháng 10 sau giờ trả trẻ, cô giáo chủ nhiệm lớp mầm non đã ra về và bỏ quên một cháu bé 3 tuổi trong nhà vệ sinh. Đến hơn 19 giờ tối gia đình không tìm được con vô cùng lo lắng và trình báo công an. Khi công an đến trường kiểm tra thì phát hiện cháu bé đang khóc trong nhà vệ sinh. Trả lời truyền thông thì hiệu trưởng trường mầm non Tiến Lộc thừa nhận có việc trên, đồng thời nhà trường mong gia đình thông cảm cho sai sót của giáo viên. Theo lý giải của nhà trường là do học sinh trùng tên nhau nên khi giao nhận trẻ cô giáo bị nhầm lẫn là đã trả cháu cho phụ huynh rồi. Hiệu trưởng thông tin rằng khi tìm được cháu bé trong nhà vệ sinh thì sức khỏe của cháu vẫn bình thường. Sau 5 năm bỏ hoang thì hai trạm thu phí ở chân cầu Bình Triệu 1 và 2 trên quốc lộ 13 quận Thủ Đức đã được tháo rỡ. Việc này giúp xóa nút thắt giao thông ở cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 2 tháng 11, các trạm thu phí ở hai đầu cầu Bình Triệu 1 và 2 đã được tháo rỡ xong để trả lại lòng đường thông thoáng, xóa nút cổ chai ở cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh dẫn vào bến xe miền Đông. Tổng chi phí tháo gỡ khoảng 100 triệu đồng, trích từ nguồn vốn duy tu hàng năm. Trước đó các trạm thu phí này nằm án ngữ khiến làn đường bị thu hẹp, gây ùn tắc, xe qua trạm phải thắng gấp, dễ gây tai nạn, nhất là hướng đổ dốc từ cầu Bình Triệu 1 sang Thủ Đức. Đến tháng 7 năm 2020 thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho các sở ngành làm thủ tục chấm dứt hợp đồng BOT dự án, đồng thời giao cho Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tổ chức tháo dỡ hai trạm thu phí này. Liên quan đến vụ án buôn lậu vàng tại tỉnh An Giang, mới đây công an tỉnh này cho biết đã có thêm 3 đối tượng ra đầu thú. Đồng thời công an tỉnh An Giang xác định đây là vụ án phức tạp, nhiều đối tượng buôn lậu xuyên biên giới, liên tỉnh nên việc điều tra tiếp tục được mở rộng. Trong chuyên án này, công an phát hiện còn nhiều đối tượng liên quan hoạt động liên tỉnh, không chỉ riêng An Giang, các đối tượng còn nhận hàng về để giao cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Phía sau các đối tượng này là những công ty, doanh nghiệp núp bóng để thực hiện hành vi buôn lậu. Chúng có mối quan hệ chẳng chịt với nhau, mang vỏ bọc doanh nhân đi làm từ thiện để ngụy trang nên rất khó phân biệt. Đến thời điểm này thì công an tỉnh An Giang đã hoàn tất hồ sơ đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Trước đó vào trưa ngày 30 tháng 10, công an tỉnh An Giang bắt quả tang một nhóm đối tượng vận chuyển một số lớn kim loại màu vàng qua biên giới. Kết quả giám định sau đó cho thấy đây là vàng ròng 4 số 9, số lượng 51 kg cũng tại An Giang. Thưa quý vị, công an huyện Phú Tân vừa cho biết, đơn vị đã triệt xóa một tụ điểm đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại xã Hiệp Sương. Theo đó thì ngay khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an đã tiến hành truy bắt 20 đối tượng tại tụ điểm ở ấp Hiệp Hưng và thu giữ 5 con gà đá, 3 bộ cựa, một cây cân đồng hồ, một bộ xí ngầu, 45 cuộn băng keo đã qua sử dụng, một tấm nhựa có ghi chữ tài xỉu, 27 xe mô tô, 16 điện thoại di động cùng trên 4 triệu đồng tiền mặt. Vụ việc hiện vẫn đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra. Thưa quý vị, thời gian gần đây, Cà Mau liên tục phát hiện cá sấu sổng chuồng khiến người dân lo lắng. Và điều đáng nói là dù tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo siết chặt quản lý không để xảy ra tình trạng trên, tuy nhiên thì ngày 3 tháng 11 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Định Bình, thành phố Cà Mau xác nhận đã bắt giữ thêm hai con cá sấu nữa sổng chuồng. Ghi nhận số lượng cá sấu bị sổng chuồng là hai con, trọng lượng từ 50 đến 60 kg một con. Đến ngày 2 tháng 11, lực lượng chức năng và người dân đã bắt được cả hai con cá sấu. Theo đó, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ngành địa phương, đơn vị có liên quan ra soát, kiểm tra tình hình tổ chức gây nuôi, trình tự, thủ tục, điều kiện gây nuôi của các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã nói chung, cá sấu nói riêng trên địa bàn tỉnh đồng thời kết hợp với công tác tuyên truyền cảnh báo nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong gây nuôi động vật hoang dã đối với đời sống người dân Chuyển sang một số tin tức khác. Thưa quý vị, vừa qua tại thị xã Nghĩa lộ, tỉnh Yên Bái, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ phát động cuộc vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong ngành giáo dục. Triển khai thực hiện đề án vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2019-2025. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó tổ chức phát động cuộc vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn trong ngành giáo dục. Tại lễ phát động thì các đơn vị doanh nghiệp đã trao hỗ trợ 150 triệu đồng và 7 bộ máy tính và các trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt cho nhà trường thuộc các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị, sau 2 năm triển khai chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV đã có gần 13.000 người được điều trị thành công. Và đến nay thì Việt Nam đã là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV, PrEP -E vào sử dụng và chương trình này đã giúp giảm từ 95 đến 98% khả năng lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Và sắp tới thì cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục hợp tác để giúp Việt Nam thực hiện hóa mục tiêu thanh, thanh toán bệnh S vào năm 2030 với cam kết là hỗ trợ đảm bảo để các khách hàng được tiếp tục sử dụng PRFP. Chuyển sang cụm tin về bất động sản, thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 11 thì Ủy ban nhân dân quận Long Biên Hà Nội thực hiện việc cưỡng chế thu hồi gần 6.000 m2 đất của 27 hộ gia đình thuộc tổ 20 đường Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên. Và theo đó thì cơ quan chức năng đã tiến hành tháo dỡ các công trình vi phạm nhà cửa xây dựng tạm bỡ, dàn sắt thép và giải tỏa điểm tập kết hàng ngàn chậu cây cảnh. Ủy ban nhân dân quận Long Biên cho biết, thời gian qua đã có nhiều cuộc đối thoại và ban hành nhiều văn bản trả lời người dân nơi đây, song các hộ dân vẫn không chấp nhận quyết định của các cơ quan có thẩm quyền và đòi mức đền bù giải phóng mặt bằng cao hơn quy định. Trong khi diện tích vi phạm chủ yếu nằm trên đất nông nghiệp để thực hiện dự án. Diện tích đất bị cưỡng chế thu hồi này nhằm hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các ô đất phụ cận tuyến đường quy hoạch 40m để chuẩn bị phục vụ việc xây dựng hai trường học, công viên, bãi giữ xe công cộng và hệ thống chiếu sáng. Thưa quý vị, trong khi cơ quan chức năng chưa làm thủ tục giao đất, chưa ký hợp đồng thuê đất và nộp tiền thuê đất, thế nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Nam Sơn lập dự án nhà ở thương mại tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Thậm chí công ty này sử dụng đất trái mục đích. Do đó, thì mới đây Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu tỉnh Đắk Lắc kiểm điểm và xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến sai phạm tại dự án nói trên được biết lợi dụng việc ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đồng ý chủ trương thực hiện dự án công ty nam sơn đã ngang nhiên triển khai cơ sở hạ tầng một cách rầm rộ thậm chí hàng loạt nhà ở dạng biệt thự được mọc lên trên phần diện tích 8,6 hecta còn nguyên thổ đất nông nghiệp với hành vi vi phạm trên thì công ty nam sơn đã bị xử phạt hành chính và mới đây thì ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc tiếp tục ban hành quyết định xử phạt chủ đầu tư 120 triệu đồng. Xin chuyển sang thông tin tại tỉnh Khánh Hòa. Thưa quý vị, đường số 4 đoạn từ đường số 6, đường số 23 ở thành phố Nha Trang đã thông xe gần 4 năm thế nhưng vẫn chưa hoàn vốn cho chủ đầu tư dự án theo hình thức xây dựng chuyển giao BT tại sân bay Nha Trang cũ. Do đó tỉnh Khánh Hòa đang làm thủ tục xin hoàn vốn cho dự án này tại khu đất vàng kho cảng Bình Tân. Nguyên nhân dẫn đến việc chưa thể hoàn vốn cho chủ đầu tư tại sân bay Nha Trang cũ là vì quỹ đất tại sân bay đang bị thanh tra. Trên cơ sở đề xuất của công ty cổ phần đầu tư VCN, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có văn bản thống nhất về chủ trương cho phép rà soát, nghiên cứu khu đất thuộc kho cảng Bình Tân làm quỹ đất đối ứng cho dự án đường số 4. Nếu Thủ tướng đồng ý thì tỉnh sẽ tổ chức định giá khu đất ở kho cảng Bình Tân, xác định giá trị đã đầu tư của công ty VCN ở đường số 4, sau đó mới thực hiện việc đối ứng công trình. Liên quan vụ hơn 1.300 hồ sơ nhà đất tại huyện Hóc Môn bị trễ hẹn, tại cuộc họp mới đây thì chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Thành Phong cho biết ủy ban nhân dân thành phố đã giao công an điều tra và xử lý một số hồ sơ có dấu hiệu sai phạm. Cũng theo ông Phong để xảy ra sự việc trên là do sự yếu kém trong công tác quản lý gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao cho Trung tâm Báo chí phối hợp cùng thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo để cung cấp thông tin về vụ việc này. Trước đó, thì thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở tại Hóc Môn từ năm 2015 đến tháng 7 năm 2016. Trong số 1.392 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, đoàn đã chọn thanh tra 100 hồ sơ có dấu hiệu vi phạm quy định quản lý nhà nước về đất đai để thanh tra. Kết quả cho thấy 100 trên 100 hồ sơ xin chuyển mục đích không xác định vị trí trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng thành phố vừa có công văn đề nghị chủ đầu tư dự án nhà chung cư Oriental Plaza, công ty cổ phần đầu tư Sơn Thuận phối hợp với ban quản trị quyết toán kinh phí bảo trì 2% và bàn giao lại cho ban quản trị quản lý. Nếu sau 17 ngày kể từ ngày nhận được công văn, chủ đầu tư không thực hiện thì ban quản trị gửi văn bản kèm hồ sơ liên quan đến thanh tra sở xây dựng để kiểm tra và xử lý. Trước đó thì ban quản trị chung cư Oriental Plaza đã gửi đơn đến sở xây dựng thành phố cho biết chủ đầu tư chỉ bàn giao lại 13 tỷ đồng trong khi dự án có tới hơn 1.100 căn, tức số tiền phí bảo trì phải lên đến hơn 47 tỷ đồng. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về việc thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đường vị An quảng cáo sai quy định có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng. Sản phẩm Đường vị An được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và phát triển KTR Việt Nam có địa chỉ ở số 30 ngõ 28A Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Hiện Cục An toàn Thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý Cục An toàn Thực phẩm sẽ công khai trên website https vfa gov vn Cục An toàn Thực phẩm kiến nghị hiện các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế. Tổng cục Quản lý Thị trường đã phát đi cảnh báo tình trạng các đối tượng tự xưng là công chức quản lý thị trường đến liên hệ với cơ sở sản xuất, kinh doanh để lừa đảo tiền với thủ đoạn tinh vi. Thủ đoạn của các đối tượng trên là giả vờ thông báo kết quả cơ sở và vòi tiền các cơ sở kinh doanh. Nếu chuyển tiền thì đoàn kiểm tra xem xét bỏ ngoài danh sách không kiểm tra, hoặc yêu cầu các cơ sở kinh doanh trả 450.000 đồng cho nhân viên bưu điện khi nhận thông báo của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh hoặc giao bán một số sách hướng dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm với giá cao gấp nhiều lần nhằm trục lợi bất chính. Vì vậy, Cục Quản lý Thị trường đề nghị các cá nhân tổ chức kịp thời phản ánh các trường hợp nghi ngờ như trên qua đường dây nóng của Tổng cục Quản lý Thị trường 1900 888 655 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện gửi các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp kiểm soát phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên châu, bò. Theo báo cáo của các cơ quan chuyên ngành thú y, từ giữa tháng 10 năm 2020 đến nay, thì lần đầu tiên xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên gia súc. Dịch phát hiện tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng với tổng số trên 147 con bò mắc bệnh, trong đó có 11 con chết. Bệnh viêm da nổi cục tên tiếng Anh là Lumpy Skin DCC viết tắt là LSD, là bệnh truyền nhiễm do virus thuộc họ Poxvirida gây ra trên trâu và bò. Virus này không gây bệnh trên người, bệnh lây truyền chủ yếu qua côn trùng đốt hay do tiếp xúc giữa gia súc bệnh và gia súc khỏe mạnh. Bệnh này cũng có thể lây truyền do vận chuyển trâu bò mang mầm bệnh. Viêm da nổi cục có thời gian ủ bệnh trung bình là từ 4 đến 14 ngày. Bệnh này từ khi xuất hiện đến nay vẫn chưa xác định được nguồn lây, nguy cơ lây nhiễm nên khả năng lây lan là rất cao. Ngay trong ngày 3 tháng 11, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan nông nghiệp các cấp đang tích cực tăng cường phối hợp với huyện, xã trên địa bàn để thường xuyên giám sát và cung cấp vôi bột, thuốc khử trùng trong phòng chống dịch bệnh. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.